món hàng này kinh đấy, 1, 2, 3, 4, ôi à, hơn chục cây cần thăng của Linh Sàng, chắc là vừa biểu buôn rồi, buôn trên Hòa Thám các bác, nhìn bà này biết trên Hòa Thám rồi. Đấy, buôn từ chợ Hà Đông xuống Hòa Thám. À đây, khu vực của xanh đây, bác này bác chơi giống mình này, cho phân mà, cho phân trâu này, cái này phá kinh lắm, nghĩa là phá dễ ra, nhanh luôn, nuôi bệ biết chỉ có phân trâu là ngon đấy, không cần phải hóa chất gì. Cốt đẹp đấy nhưng mà không nhìn thấy gì, khó bay khó. Cất cái loe để nó đục bệ biết làm liền nó biết kinh nhỉ. Đấy các bạn nhìn những cái vách biết chia rồi kinh khủng, rất khỏe, rất khỏe. Trời bác, các bác nhìn thấy âm u dã man. Hơi cao một tí nhưng mà không chơi được, hơi cao một tí so với bất tử, rất mạnh, con trâu con bò rất mạnh. Này cũng thấy đại ca Lập đi. Cái lập hay còn ăn cua là không hẹn. Dạ. Quan Giang nó nhầm đây. À, à bị vỡ ạ. Ừ, rồi xe suýt tai nạn. Mình mua hay là mình bán đây? Dạ. Ôi, cái trầu đẹp tí nhỉ. Xì. Mấy tiền còn đấy anh? Mấy bé này mà vẫn quyết định nhỉ. Già đấy. Quái ghê đấy, quái cây. Cây sáng trung tâm đấy. À, trung tâm đấy. Khu vực này cây của mình hết à anh? À đây dính ở cái chậu này à? Dính ở chậu này à? Buồn quá nhỉ. Cây đẹp không sao, có người đến hỏi ngay. Đang chữ tâm. Chữ tâm từ Pháp ấy. Có giúp của bạn. Đâu đời. Con lão này thì bao tiền anh? 8 triệu. Đẹp nha. Sạch sẽ. Chậu xi măng này hợp. Xanh. Đấy, này, điều đây. Lão. Lão. Chân đẹp. Chân Nam Điền.
sạch sẽ nó ưng mắt chứ còn làm lâu cái chân thôi. Giật cái ngọn lên hơi lỗi hơi quá đà, hơi quá đà. Lá xanh mướt này. Bức này dã man nhỉ. Xin báo tên này. Đi ra gặp đi, gặp đấy. Vừa hỏi ông bảo 3 triệu. Cái nào? Cái xì vỡ chậu. Dưới kia kìa. Đi vỡ múa mất chậu. Bán cái xì vỡ chậu rồi. Chúng là phốt này. Mất phía bên này. Bên này nuôi thêm chút đây nữa. Sớm. Con này của mình hoành tráng đấy anh nhỉ. À, chuyên phân bò. Đá.
Điền nhỏ nhỏ này bán thì dễ bán. Trắng con này thì khó lắm. Đúng rồi, kiếm cái chậu cho là nhìn nó khác. Để này nó hơi lem nhem. Kiếm ngay cái chậu khác cho vào nhìn lem nhem, người không muốn hỏi. Gì? 3 triệu. 3 triệu. Mưa rồi. Toàn là xanh thôi, này có bác kia bác đi cũng là đây mật cây bác đi chắc đi lùng đây chịu khó đi đấy à. Rồi để tạm biệt khu vực xanh để ra cái khu vực phố Nhạn nhá, phố Nhạn Liên Lập.